Hi, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh Cô Gái Nông Thôn của mình. Một buổi chiều trong lành và mát mẻ ha. Hôm nay nhà mình tiếp tục ghép cây. Đây. Đây là cái chậu mai sau khi một ngày ghép ha. Đó, các bạn thấy không? Hơi nước đó là tụ lại ở trên cái bịch kìa ha. Đó. Cái bầu thì mình nói chung thì về các bạn thì nó vẫn khô nhẹ, tương đối nhẹ, chỉ dùng cái vòi xịt nước sương sương không à. Đó, mình bỏ nước vô trong cái bình này nè và xịt sương sương đấy chứ không có xịt nhiều ha. Mà đây là sau khi ăn cơm trưa thì hai bác với anh ra tiếp tục ghép. Đang cười. Đây là cái thùng bo để được 3 ngày rồi. Xem có gì khác biệt không? Đó, cái thùng bo các bạn này. Lại xong rồi để ở trong này có hoa nó muốn nở luôn. Tầm chừng một buổi ha, tầm chừng vài tiếng đồng hồ, 7-8 tiếng đồng hồ thì mình rưới nước nó lên một lần và chắt nước ra cho cái bo nó được xanh và để được lâu hơn. Những cái cây này của mình thì cái giá nó có vẻ như nó hơi khô. Thì một lát nữa mình sẽ dùng cái vòi xịt nước ha. Mình xịt lên. Đó. Xịt lên cho nó ướt một chút. Thì đối với các cây khác mình không biết, mà đối với cây mai thì nhà mình thường để khô khô một chút để mới có ghép à. Đó. Hôm nay nó cũng còn rất nhiều. Còn một lớp 2, lớp 3, lớp. Tới ngày mai nữa mới có xong cơ. Đây, quay sang quay bác ghép. Đây là cái bo mà sau khi đã ghép này các bạn. Quay kỹ cho các bạn xem một chút ha. Rồi. Chào bác. Rồi. Ngày xưa mà mít chảy á, thì nhà mình ghép mít chắc quay là liên tục các bạn ơi, ngày nào cũng đi ghép hết. Chứ từ ngày mà mít ế tới nay ít ghép. Ngồi từ sáng tới giờ đau lưng không bác nha? Không, bình thường. Không bình thường ha. Đó. Bác thì cũng mới ghép mai thôi đúng không? Thấy ghép mai cùng như các loại cây khác nó rất đơn giản ha. Ừ. Có cái công đoạn gọt bo này nhỉ. Gọt bo và bỏ nụ hết ha. Đây. Đây là chọn bo. Chọn bo thì có cái gì cần phải lưu ý không bác? Những cho bo nó đẹp thì lấy những cái nụ nó to. Muốn bo đẹp thì lấy nụ to ha. Ừ. Tại sao mình lại phải dạt hai bên như vậy bác? Dạt bên cho nó kéo kè cho nó dính. Kéo kè dính ha. Ừ. Sau khi mình dạt hai bên thì mình gắn bo vô. Ừ. Và mình cuốn dây ha. Ừ. Yeah. Rồi. Một ngày 8 tiếng thì bác ghép được chừng mấy trăm cây ạ? Bắt cười. Chừng 500-600 ha. Đó, cái kéo, cái dao này. Cái dao này bác mua là dao hàng Nhật hả bác? Mua là vàng á, 500.000 con mà không biết. Ủa thôi, để con selfie cho các bạn coi. Cái dao như thế này mà 500.000 này các bạn. Dao này chuyên dùng để ghép cây nha. Ghép mít nó nhỏ. Mít sầu riêng ha. Nói chung thì tất cả các loại cây luôn. Cái dao này chắc bác xài được nhiều năm lắm rồi. Ừ. 10 năm trước. Cả đó. À, cỡ 10 năm rồi. Trời, 10 năm mà nó có hư hao gì không? Có mòn chứ. Mòn. Sao mòn, cái mỏ nhỏ rồi đó. Đâu khi nào mà bác lại đây bác thử mài ra con coi kìa. Bác có cái hộp mài dao này các bạn. Có đồ nghề ha.
Thế cái dao đó mà 500 ngàn thôi. Cái đá to trước, trước tiên là phải mài những cái đá to ra trước nha các bạn. Cái này là cái đá to ha. Ừ, cái mà sau đó mình qua đá nhĩ. Mình mài cho nó da nó bén, cho nó đừng có bị sần sùi. Dạ, đúng rồi. Đây là mài đá nhiện để cho dao nó bén, không bị sần sùi. Còn cái kia mình đi ấy mũ thôi. Dạ. Khi nào đi ghép là cũng phải mang theo một cái hộp vậy bác ha. Có hai cái cục đá. Dạ, có hai cục đá. Với nước, nước trong này là nước bình thường hay là nước gì ta? Nước bình thường. Nước bình thường. Dạ. Chứ đi lúc nếu mà bác đi ghép xa thì bác có mang theo đi không? Có đem đá theo. Có đem đá theo. Nước người ta. Ừ. Tại vì nhiều khi mình ấy một vài tiếng đồng hồ thì dao nó cũng lục đi ha. Ừ. Cho nên là phải mài lại. Đây là đá nhiệt. Đá này bác mua ở đâu vậy? Đó bạn cho. Cho ha. Hôm nay quay đồ nghề. Quay đồ nghề của các bà ghép cây. Những cái cây này mới ghép thì nó chưa có hơi lên, chưa có hơi nước đi lên ha. Đó, bên này mình ghép hơi sáng nè, hơi sáng thì bắt đầu là có rồi này các bạn. Đó, cây nó bắt đầu có rồi. Rồi, nhà bác có làm ghép cây không? Có mà dạ, ít. Ít ha, rồi. Mai mốt chị ra nhà chị để bác ghép mai ra quay của bác ha. Ừ. Đó. Ngày nào cũng đi quay. Ủa chị ai dạy bác học ghép vậy? Tự mình nhìn biết ghép với các loại cây khác mình nhìn biết. À. Bác của mình là tự nhìn tự học nha các bạn. Thường thì ở bên tre này ghép cây là đàn ông ghép không à? Phụ nữ ít có ghép lắm. Nhưng bác mình rất giỏi nha, thấy đàn ông làm. Mà mình thấy ghép cây này làm ở trong mát này khỏe hơn. Ừ. Có điều dùng dao thì phải cẩn thận. Phải kỹ ha. Ừ. Kỹ bác ha. Đó, dùng dao thì phải kỹ. Giờ không có công việc nào mà phân biệt giữa đàn ông với đàn bà. Đẻ đàn ông còn đẻ được mà bác ơi. Nói gì. Cho nên là làm gì cũng làm được hết mà bác ơi. Đó. Đi à. Còn ở đây hôm nay hai bác để cho mình bắt gái ở một mình buồn nè. Đây rồi, bác trai không có mài dao à? Mài gì? Mà để đi quay chứ làm gì đâu. Cho lục kìa. Lục gì lục kìa. Ủa, bác cười. Có phải ngày xưa bác trai hướng dẫn bác gái ghép cây không? Không. Không hả? Trời ơi, đàn... nhỏ nó sáng dạ lắm. Dạ, nó một mà nó hiểu tới 10 đó. Chắc khen vợ mà khen quá trời luôn ha. Ôi, chị tin quá trời kêu vợ mình là nhỏ ơi nữa. Thì là đáng yêu à. Đó, bác cuốn này. Hôm nay là ngày thứ hai rồi bác ha. Rồi. Còn đây là anh Cường. Anh cũng như nhau hết. Ở đây thì ghép thì người ta thường chạy một bên nè. Ở đâu hình như con có nhìn thấy trên mạng á, người ta ghép với người ta chạy ở giữa. Ở đâu ta? Ờ, đâu chạy ở giữa thì làm sao cũng vậy luôn à bác? Ở giữa ít chưa đạt quá. Dạ. Tại vì ở giữa là cái thân gỗ mà không nhỉ ha? Giữa cây nó. Đúng rồi. Với lại ở đây cái gốc này nó bự, còn ở giữa chắc là người ta hay dùng cái cây mà còn non á để ghép. Mà bữa nào bác thử cây thử bác, thử không bác? Ở vậy thì tháp dính gì thứ. Người ta tháp dính mà. Dạ. Đây. Có một cây này nè bác. Đây để mình quay xong cây này cho nhờ bác chẻ rửa cây này thử cây. Người chơi. Người ta tháp người ta còn dính đựng hết cây này đi. Ừ. Đây là ghép một bên nè, rồi mình cho bác cây gốc nhỏ này bác ghép ở chẻ ở giữa ha. Ừ. Đây bác ghép chẻ ở giữa cho con nè. Chạy giữa mốt rồi đem ra cái thú quắc luôn. Trời ơi, bác làm con người dữ quá. Đang... Trời ơi, bác nói vậy nè, chạy đi nói giỡn không à. À chắc cái... Đùa cho cái gốc này không có chạy ở giữa được bác bạn ơi, cái gốc này nó cứng ngắc không à. Vậy sao mày có người ghép vậy anh Cường nhỉ? Cái non kìa, cái đông bịch đó. Dạ, yeah, dạ. Yeah.
Chứ cái cây này không có được. Mà cái đó chắc người ta ghép mà ghép cao lên anh nhỉ? Cũng thấp vậy nè. Cũng thấp vậy luôn hả? Chẻ đâu được. Chẻ đâu được. Dạ. Góc giờ nó già quá trời, chẻ cứ ngắt vậy vậy. Dạ dạ rồi. Thôi cảm ơn bác và anh nha. Sao 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 bỏ cái này không làm dấu. Chứ bác có chạy ở dừa đâu làm dấu. Trời ơi. Ông hỏi mình sao mình không làm dấu. Đây này các bạn, cái cây mà người ta chạy ở dừa là người ta ghép cái loại hàng này nè. Đây, cái hàng này ha. Cái hàng mà cái cây nó gốc nó còn nhỏ và cái cây nó còn non còn xanh. Còn cái hàng kia của mình thì gốc 2 năm tuổi rồi, tính tới thời điểm bây giờ là gần 2 năm rồi, nó bự gốc rồi. Và ở gỗ ở trong nó khô lắm, ghép chắc không có lề dính được đâu, không có cái keo ke nổi đâu. Thôi, hôm nay chơi tới đây rồi, video của mình tới đây là kết thúc nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye.